sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978 106 552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Hai gã khổng lồ Grab và Shopee bắt tay nhau, cam kết giao hàng trong 1 giờ. Cuộc chiến giao hàng thương mại điện tử ngày càng khốc liệt và tốn kém. Ngày 4 tháng 11 năm 2019, nền tảng thương mại điện tử Shopee bất ngờ thông báo ưu đãi khi sử dụng đơn vị giao hàng Grab trên Shopee. Theo đó, mỗi khách hàng khi mua sản phẩm bất kỳ trên Shopee và chọn đơn vị vận chuyển là Grab cho đơn hàng đã đặt sẽ được miễn phí vận chuyển theo chính sách của Shopee và một gói ưu đãi Grab có giá trị lên đến 200.000 đồng. Tuy nhiên, chương trình này chỉ áp dụng cho người mua và bán thuộc cùng một số quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Thời gian giao hàng được Shopee giới thiệu trong 1 giờ với điều kiện cụ thể. Đây không phải là lần đầu tiên Grab bắt tay cùng các sàn thương mại điện tử. Hồi tháng 10 năm 2018, sàn thương mại điện tử Zendor cũng đã bắt tay cùng Grab Express khi triển khai gói dịch vụ giao hàng siêu tốc trong 3 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ nhắm tới các đối tác là sàn thương mại điện tử, hồi tháng 5 năm 2019, Grab còn hợp tác với VinID trong việc triển khai giao hàng thông qua ứng dụng Scan & Go. Khác với những lần hợp tác trước, gần như cuộc chơi của Grab và Shopee lần này mạnh tay hơn khi triển khai tại hai thị trường lớn nhất về thương mại điện tử là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, đồng thời hiện là cam kết giao hàng nhanh nhất trong ngành. Động thái mới của Grab càng khẳng định hướng đi tham vọng B2B bên cạnh nhóm đối tượng khách hàng nhỏ lẻ là các cửa hàng cá nhân như trước đây. Đại diện Google Đông Nam Á trong hội thảo E-commerce Day 2019 cho biết, ngày càng có nhiều người Việt Nam tham gia mua sắm trực tuyến. Theo số liệu của Temasek, trung bình một năm có 3,2 triệu người Việt Nam bắt đầu tiến hành hình thức mua sắm trực tuyến. Google cũng nhấn mạnh 3 đặc điểm chính của người mua sắm trực tuyến tại Việt Nam, bao gồm: thứ nhất, họ là những người rất tò mò. Họ lúc nào cũng muốn có cái nhìn cảm hứng, ý tưởng khi mua hàng. Thứ hai, họ có yêu cầu rất cao đặc biệt đối với việc bán hàng. 75% người được khảo sát cho rằng nếu có chính sách khách hàng trung thành tại thời điểm check out thì cho họ trải nghiệm tốt hơn rất nhiều. Thứ ba, họ thiếu kiên nhẫn. Họ là những người cần gì là muốn được phản hồi sớm nhất và có hàng ngay lập tức. Điều này tác động rất lớn đến việc kinh doanh của các chủ doanh nghiệp, cửa hàng. Chính đặc điểm thứ ba của người mua hàng trực tuyến tại Việt Nam là lý do thúc đẩy cuộc chiến về tốc độ giao hàng giữa các sàn thương mại điện tử. Khởi đầu là Tiki với chương trình Tiki Now, cam kết giao trong 2 giờ với hơn 100.000 sản phẩm. Tiki 2 giờ lần lượt kéo theo những dịch vụ cạnh tranh như Shopee nhận hàng 4 giờ, Zendor giao hàng 3 giờ, hay Lotte.vn với giao nhanh chớp mắt. Và với việc kết hợp giữa hai gã khổng lồ Grab và Shopee, cuộc đua này sẽ còn tiếp tục diễn ra gay gắt cũng như tiêu tốn thêm nhiều nguồn lực của các sàn thương mại điện tử khác nếu không muốn bỏ lại phía sau. Từ Thảo Nguyên, theo Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay!